Chào mọi người nhá. Hiện tại mình đang ở Úc. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một số trải nghiệm của mình về dịch vụ ở Úc. Mình cảm thấy rằng là nó lạc hậu hơn ở Việt Nam rất là nhiều. Thực sự luôn. Ví dụ như là mạng di động, đúng không? Mình chỉ cần gói 1V120, thậm chí còn được giảm giá cơ. Nhiều khi nó chỉ có 90.000 một tháng thôi là mình đã có thể sử dụng đến 60GB data rồi, và nghe gọi gần như là không giới hạn. Nhưng ở bên này mình đã mất 30 đô trong một tháng và chỉ được 10GB thôi. 30 đô trong một tháng này quy ra tiền Việt không có nhỏ đâu. Mà dùng 10GB các bạn biết là nó nhanh hết, kinh khủng khiếp luôn. Mình dùng chắc chỉ khoảng chưa đầy nửa tháng nó đã hết rồi. Rất là bí bách, cực kỳ bất tiện. Và ở đây nhá, khi lái xe mình gần như là mình không sử dụng được mạng di động. Mình không sử dụng được mạng. À, thêm một cái nữa đó là xe ô tô ở đây á thì gần như là không có cam hành trình hay cũng không có màn hình mấy đâu. Cái màn hình của họ ở đây nó cùi bắp lắm, nó không thể sánh được với những màn Android được độ trên những con Morning ở Việt Nam đâu. Ở đây xe thì dù rẻ dù đắt, cái màn hình là một cái rất là xa xỉ. Mình cảm thấy như vậy. Và thêm nữa đó là ngân hàng ở đây ấy, thẻ ngân hàng ấy, mình thanh toán hoặc là mình banking ấy, nó phiền kinh khủng khiếp. Ở Việt Nam thì mình chỉ cần quét QR phát là xong rồi, hoặc chỉ cần số tài khoản ngân hàng và tên của cái người chủ tài khoản để làm sao để check xem là khi mình nhập cái số đấy vào là nó hiện lên là có đúng cái tên chủ tài khoản đấy không. Nhưng ở đây thì không, bạn phải nhập luôn cả tên chủ tài khoản đó. Rất phiền, cực kỳ phiền luôn, không hề thuận tiện một chút nào. Cái lần đầu tiên bạn muốn chuyển khoản cho người khác thì phải sau 24 giờ người ta mới nhận được. Ủa thế chứ bây giờ mình không quen người đó, mình không quen người ta thì làm thế nào để bây giờ mà chuyển khoản xong rồi mình check được là để người ta check luôn được? Hay là bây giờ chỉ cần Photoshop một cái bill giả xong rồi gửi cho khách và cứ thế là yên tâm à? Không có. Nên là cái dịch vụ ngân hàng đấy rất là tệ. Không biết là bằng hình thức đấy thì ngân hàng có bảo vệ được người tiêu dùng hơn, tốt hơn ở Việt Nam hay không, nhưng mình cảm thấy rằng là ngân hàng ở Việt Nam đang làm rất tốt. Bởi vì nếu như bạn mất tiền thì ngân hàng họ có thể tìm ra rất là đơn giản thôi, không có vấn đề gì hết. Mà gần như là những cái trường hợp đấy rất là hy hữu xảy ra. Nhưng ở bên này thì thủ tục thì dườm ra, làm việc nói chung là rất là linh tinh. Cái cực kỳ khó chịu nữa đó là ở đây ngân hàng mở cửa từ 9:30 và đóng cửa lúc 1:30 thì mình không biết là họ nhận lương bao nhiêu trong cái thời gian đấy. Mà khi mình là người lao động đúng không, thì mình đi làm, thời gian mình đi làm chắc khoảng đâu đó từ khoảng 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Ủa thế khi mình đi về mình muốn làm thẻ ngân hàng thì người ta đóng cửa mất rồi thì mình làm kiểu gì? Không thể làm được. Và thêm một cái nữa đó là các hàng quán bán hàng ở đây hình như là họ không muốn bán hàng hay sao ấy, họ cũng đóng cửa theo giờ hành chính. Ủa thế thì khi người ta đi làm về, người ta muốn mua đồ làm sao, ra cửa ra nơi thì đóng cửa mất rồi. Cực kỳ khó hiểu. Và những cái thứ đó mình cảm thấy rằng là có thể là họ giàu rồi họ không cần tiền, cũng có thể rằng là về kinh doanh ấy họ không bao giờ bằng người Việt Nam và người Trung Quốc, thực sự luôn. Còn về dịch vụ hàng quán hay là bar ở đây ấy, thì nó tệ kinh khủng khiếp, mình sẽ nói vào lần sau.